Nguyễn Thùy Linh đã có màn trình diễn chói sáng trong năm 2023 với nhiều chiến thắng gây sốc trước các ngôi sao cầu lông thế giới và giành được thứ hạng lịch sử để hướng tới xuất dự Olympic Paris 2024. Năm ngoái, cô gái 26 tuổi đến từ Phú Thọ vẫn ở ngoài top 50 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới. Nhưng đến cuối tháng 10 năm 2023, Nguyễn Thùy Linh tăng hơn 30 bậc và lần đầu tiên có mặt vào top 20. Đó không chỉ là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Thùy Linh mà còn là thứ hạng lịch sử của cầu lông nữ Việt Nam, vượt qua kỷ lục 34 thế giới của đàn chị Vũ Thị Trang có được hồi tháng 6 năm 2017. Ở giải cầu lông Phần Lan mở rộng hồi tháng 10 vừa qua, Nguyễn Thùy Linh tạo ra cơn địa chấn khi vào đến tứ kết sau khi vượt qua các tên tuổi lớn. Thành công ở giải đấu này đã giúp cô lên đứng thứ 20 thế giới, cùng với đó là vị trí 15 trên 35 các hạt giống nữ có xuất sự Olympic Paris 2024. Giải vô địch quốc gia Pháp đã chứng kiến một ngôi sao ghi bàn đúng vào ngày sinh nhật. Trong cuộc tiếp đón Messi sau bàn mở tỷ số của Vitinha, đến lượt Mbappe tỏa sáng với một cú đúp trong lần sinh nhật thứ 26. Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên nổ súng vào ngày sinh nhật của mình ở Ligue 1 mùa này. Thắng 3-1, PSG ra cố ngôi đầu với 40 điểm sau 17 vòng đấu, hơn 5 điểm so với Nice, đội thắng Lens 2-0. Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Toulouse với cú đúp của Beder giúp Monaco có 33 điểm, đứng thứ 3. Còn ở vòng 16 Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục gây áp lực với đội dẫn đầu Leverkusen sau chiến thắng 2-1 trên sân của Wolfsburg. Mở tỷ số ở phút 33, Musiala trở thành cầu thủ Bayern Munich trẻ nhất chạm cột mốc 100 lần ra sân ở giải đấu khi 20 tuổi 297 ngày và là thứ tư trong lịch sử. Cuối hiệp 1, Hùng Xám có bàn nhân đôi cách biệt do công Harry Kane, người lần thứ 26 để lại dấu ấn trong các bàn thắng ở Bundesliga mùa này với 21 pha lập công và 5 kiến tạo, ngang bằng thành tích của Muani mùa trước. Trên bảng xếp hạng, Bayern Munich nhì bảng với 38 điểm, kém Leverkusen 4 điểm nhưng còn một trận đá bù. Trước đó trên sân nhà Bay Arena, thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso đánh bại Bochum với hat-trick của Schick và bàn ấn định tỷ số 4-0 của Boniface. Leverkusen bất bại 25 trận ở mùa này, kỷ lục mới của một đội bóng Đức, và 22 chiến thắng trong số 35 trận ở Bundesliga trong năm 2023 cũng là kỷ lục của họ. Trái lại ở vòng 18 La Liga, Barca và Almeria cùng với trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Chung cuộc, đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng 3-2 sau màn tỏa sáng của Roberto với một cú đúp cùng bàn mở tỷ số của Rafinha. Ở tuổi 31, hậu vệ Roberto lần đầu trong sự nghiệp ghi được 2 bàn một trận cho Barca sau 357 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chiến thắng đầu tiên sau 3 trận, Barca có 38 điểm, đứng thứ 3. Tứ kết cúp Liên đoàn Anh, lợi thế sân nhà đã giúp Liverpool giành chiến thắng 5-1 trước West Ham. Gobosly, John, Capo và Salah là những cái tên xuất hiện trên bảng điện tử đội chủ sân Anfield, trong đó John lập cú đúp. Ghi tên vào tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Klopp sẽ gặp Fulham. Chiến thắng này sẽ tạo được hưng phấn nhất định cho Liverpool trước trận tiếp đón Arsenal ở vòng 18 ngoại hạng Anh. Nếu thắng, The Cop sẽ vượt qua pháo thủ lên dẫn đầu bảng. Người hâm mộ trên sân Giuseppe Meazza đã phải chứng kiến Inter Milan dừng bước ở vòng 16 đội Coppa Italia trước Bologna. Martinez có thể là người đầu tiên phải tiếc nuối khi đã hỏng quả 11m ở phút 65 và là lần thứ hai cũng trước chính Bologna kể từ khi anh đến Inter Milan. Hòa 0-0 trong 90 phút, bước vào hiệp phụ, Bologna bất ngờ vừa lên dẫn trước Inter Milan sau các pha dứt điểm của Bekumba và Endoe. Thắng 2-1, Bologna giành quyền vào chơi ở tứ kết và sẽ gặp Fiorentina. Còn thầy trò huấn luyện viên Inzaghi đứt mạch 15 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Tòa án thành phố Barcelona đã công bố phiên tòa xét xử Dani Alves sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024. Cựu hậu vệ người Brazil phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trong hộp đêm ở Barcelona vào tháng 12 năm ngoái. Sau đó anh bị bắt vào ngày 20 tháng 1 cho đến nay. Văn phòng công tố đề nghị mức án 9 năm tù dành cho Dani Alves cùng số tiền phạt 150.000 euro cho những hậu quả về thể chất và tâm lý của nạn nhân. Thậm chí còn có thêm yêu cầu giám sát Dani Alves trong thời hạn 10 năm sau khi ra tù. Theo điều tra, một trong những bằng chứng rõ nhất để kết tội là những dấu vân tay của Dani Alves được tìm thấy trên người nạn nhân cũng như ở trong nhà vệ sinh hộp đêm.